Xin chào cả nhà. Hôm nay hai vợ chồng mình đang đi đến căn Papa Noodle. Mà căn này thì cũng có người gọi là Noodle Papa. Căn này ở Las Vegas, nằm trên đường Spring Mountain and Valley View. Giờ mình mời các bạn đi vào trong quán nha. Trong đây thì còn sớm, cho nên chỉ thấy leo qua mới có vài người thôi. Mình ngồi phía bên ngoài, mà mới vừa mở cửa bước vô á, nó mở nhạc gì nghe lớn quá trời luôn, không có để được tiếng nhạc. Nên mình đã tắt tiếng nhạc, mà phải tắt luôn cái tiếng nói của mình luôn nữa các bạn. Hello các bạn, đây đi là cái căn ở Sanha Daza đó. Căn bán nghe nói là cái cơm gà Hải Nam ở đây ngon quá trời. Cái quán này tên là Papa Noodle. Quán này của Tàu. Đang order cái cơm gà Hải Nam có cái ngon hay không, mà ngày này thì nó ngon. Tới đây một thằng nay đêm mà xe đi thành nhớ của mày kia sao chờ giờ tới mình quá cái ghế đây ngồi quán này thấy cũng mấy gì đông, giờ lại được khi còn sớm mình thấy có khoảng 5-6 người tính hai chặng luôn 5-6 người còn sớm chưa mấy gì đông các bạn. Căn này mới mở cửa mà tại mình tới còn sớm, cũng như là mấy giờ 11 giờ còn sớm, cho nên chắc là chưa có đông người ở các bạn. Ngồi chờ nãy giờ thì bây giờ cơm người ta cũng đem ra cho mình các bạn nhé. Ông xã mình ăn giống nhau, tại muốn thử cơm gà Hải Nam. Phần này của mình nè, cũng xã mình cũng giống vậy. Cơm gà Hải Nam này á, cái phần gà thì họ cũng đã rút xương ra cho mình rồi. Nếu mà mấy em nhỏ mà có đi ăn á, thì mình thấy món này ăn cũng được. Tại vì á, cái phần gà á, rút xương ra nên không cần sợ mấy em nhỏ ăn bị trúng xương. Giờ mình xin mời cả nhà cùng ăn cơm gà Hải Nam với mình nha. Và trong đây á, bây giờ nó đang mở nhạc lớn quá các bạn, cho nên mình cũng tắt tiếng hết ráo rồi, không có còn nghe cái tiếng nhạc và tiếng nói chuyện nữa. Dĩa cơm này đem ra đó, mình nghe mùi á, thơm lắm nha các bạn. Giờ mình sẽ trộn cái phần cơm này lên, rồi một chút mình sẽ ăn thử, để xem coi nhiều người đồn cái căn này bán cơm gà Hải Nam ngon có đúng như vậy hay là không. Hai vợ chồng mình thì ăn ít lắm, nên chỉ có order mỗi người một món như vậy thôi. Một lát còn đi công chuyện tùm lum tà la hết, cũng không có thể nào mà đem to go về nhà. Đi trời nắng như vậy mà đem đồ ăn trong xe, nó sẽ bị hư cái đồ ăn của mình hết. Mời các bạn, giờ mình sẽ ăn thử cái cơm gà Hải Nam ở đây. Phần cơm gà Hải Nam này đó, thì đối với mình á, mình thấy ăn cũng ngon các bạn, ok với mình đó. Cho nên hèn chi mình cũng nghe nhiều người nói là cái căn này bán món cơm gà Hải Nam ngon, nên hôm nay mình đến đây mình thử đó. Và ăn thấy cũng được lắm các bạn. Thường á, thì hai vợ chồng mình á, ngày nghỉ á, thì đi chợ búa rồi đi công chuyện lặt vặt á, rồi bắt đầu mới ghé quán để ăn. Đầu chua nó làm cũng ngon nữa nha các bạn. Mấy giá nó bán nhiêu? 15.95 à? Giá bán 16 đồng đi, gần 15 đồng chín mấy là gần 16 đồng.
giá bán thì cũng ok các bạn. Một căn cơm gà Hải Nam mình thấy ăn được mà. Bạn nào mà có qua Las Vegas chơi mà không biết ăn gì thì ghé lại cái khu mà Sun High Plaza ở Spring Mountain and Valley View. Trong đây có đủ nhà hàng hết để cho các bạn lựa chọn nha. Nhà hàng Thái, nhà hàng Tàu, nhà hàng Nhật, tùm lum hết các bạn. Ở đây cũng có quán sushi nè. Nói chung là cái khúc Sun High Plaza này đó, các bạn tha hồ vô đây mà lựa chọn như mấy nhà hàng nha, nhiều nhà hàng ở trong đây lắm. Mà cái phần ăn này thì bán gần 16 đồng thì mình thấy cũng được. À, thời buổi bây giờ mà, bây giờ đi ra nhà hàng ăn toàn 17, 18 đồng. À, một tô phở hoặc tô bún bò Huế này kia, vô đây ăn cái căn này thì gần 16 đồng thì mình thấy nó cũng giống nhau. Lâu lâu thì đổi món ăn khác cho nó đỡ ngán. Đang sẵn ở khúc này mình ghé cái tiệm bánh 85 DG mua một mớ bánh cho con trai mình. Ảnh thích ăn mấy cái món bánh này. Còn cái loại bánh này thì mình chưa có ăn qua, không biết có ngon hay không. Mình tính lấy mình mua ăn thử. Vào cái tiệm bánh này đó các bạn, trời ơi coi nè, đủ thứ loại bánh á. Bánh trà bông nè, bánh gói la vé trong cũng có, nhiều món lắm đi. Mà một cái thì có loại 2 đồng mấy, 3 đồng mấy không chừng. Nhiều loại giá lắm các bạn. Giờ đây tha hồ các bạn lựa chọn bánh này kia ha. Nhìn này các bạn, thấy mê chưa? Quá trời bánh trong đây luôn, đủ thứ loại đó. Mà trong đây bán nhiều cái loại bánh ăn cũng ngon nha, chứ không phải là dở nha. Mà bánh có nhiều cái nó làm cũng vừa vừa ăn rồi chứ không mấy gì ngọt lắm nha. Lâu lâu mình cũng hay ra tiệm bánh này nè, mua một mớ bánh về cho con trai mình để mỗi buổi sáng ảnh đi học. Cái mình hâm lại khoảng 10 giây hoặc 15 giây cho ảnh ăn trước khi ảnh đi học. Bánh này có hem với chi trong đây nè, thì mình thấy bán 2 đồng 90 một cái nè. Còn loại bánh này thì mình thấy bán 2 đồng 80. Cũng còn rất nhiều những loại bánh khác nữa các bạn. Và cũng có rất nhiều giá khác nhau. 2 đồng mấy, 3 đồng mấy cũng có. Giờ mình quay thêm một số bánh khác nữa cho các bạn coi. Giống như loại bánh này có chocolate trong đây nữa thì bán 2 đồng 50. Còn loại bánh này thì mình thấy bán 2 đồng nè. Vào đến tiệm bánh này thì họ cũng mở nhạc quá trời lớn luôn. Thì cũng phải tắt đi tiếng nhạc. Mà tắt đi tiếng nhạc thì vô trong tiệm bánh này thấy nó giống như im lìm quá phải không các bạn? Mình đi đến bất cứ chỗ nào mình cũng thích quay lại, nhiều khi bỏ lên YouTube á. Cho những bạn nào không biết tới khu này hay này kia đó thì vào đây coi thấy mà có muốn mua bánh sinh nhật cho con mình hay là gì đó thì tới đây kiếm, cũng có nhiều loại bánh sinh nhật ở đây. Ngày nay đi vòng vòng ngoài đường mình cũng cảm thấy mệt rồi, mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy thích video của mình cho mình một cái subscribe và like để giúp mình có thêm động lực để làm những video kế tiếp. Bye bye!